Bây giờ thì em cho vận hành xúc đào mũ cao su tại nhà máy luôn nhé. Trời hơi mưa nên anh chị thông cảm nha. Đây, vào trực tiếp trong nhà máy cao su Long Phú luôn. Đó. Cái xúc cao su này. Con này làm nhà máy cao su thì hơi bị đỉnh. Con này bên làm việc thì rất là hiệu quả cho anh chị. Anh chị cũng thấy đó, máy móc mạnh mẽ. Con này là 96 mã lực nha quý vị, gầu một khối.
giờ thì em sẽ thử cái đào nha, để xe mũ nha. Cành đào phía sau, đào này là 0.12 khối nha quý vị. Xe sử dụng rất nhiều chức năng. Trong khi anh chị mua hai con để về phục vụ một công việc thì bây giờ thì mua con này về phục vụ luôn nhé, rất là tiện dụng. Nó đang là xé mũ đây, xé nhỏ ra. Bây giờ tắt lên thì thật. Cành này cành trượt dài nha quý vị, cành trượt dài tới 5 mét mấy lần nên anh chị yên tâm. Đó là một số công năng và cái hướng dẫn sử dụng của bên em ha. Thì anh chị nào đang quan tâm cái dòng máy xúc đào liên hợp này thì cứ liên hệ số điện thoại em đây là 0963 20164. Thì ngoài cao su ra thì còn cấp nước và tất cả các hạng mục xây dựng, con này sử dụng rất là hợp lý luôn nha quý vị. Thì em Linh xin ngừng video tại đây ha.